Chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức về trận đánh cầu xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức của những người chiến sĩ ngày ấy. Những người con anh dũng đã từng kề vai sát cánh trong trận đánh năm xưa. Những ký ức đó không chỉ là minh chứng sống động nhất về một thời đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân Thủy Nguyên, mà đó còn là sự nhắc nhở cho những người còn sống hôm nay về ý chí kiên trung, bất khuất, về những hy sinh mất mát để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Cầu xưa, một di tích đặc biệt nằm tại xã An Lư. Vào những năm tháng trường kỳ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cầu xưa đã chứng kiến biết bao trận đánh quyết liệt của quân và dân Thủy Nguyên nhằm chống lại cuộc tiến công càn quét của quân địch. Và cũng chính cây cầu này đã chứng kiến biết bao hy sinh, mất mát của quân và dân ta. Mờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 1947, tức ngày 18 tháng 1 năm Đinh Hợi, sau khi đánh chiếm Hải Phòng, giặc Pháp đã huy động hải lục không quân từ Hải Phòng chia làm nhiều mũi đánh chiếm Thủy Nguyên. Lực lượng gồm 600 tên, có máy bay, tàu chiến và pháo binh phối hợp. Chúng dùng máy bay dẫn đường cho các mũi hành quân và pháo binh, cho tàu chiến bắn súng lớn vào các làng xã ven sông. Trước và trong khi tiến công, chúng bắn đại bác từ Hải Phòng sang yểm trợ cho các mũi tiến quân và vào những nơi diễn ra trận đánh quyết liệt. Ngay từ đầu, các mũi tiến quân của địch đều vấp phải sức chiến đấu quyết liệt của lực lượng vũ trang và nhân dân ta. Dân quân tự vệ dựa vào làng chiến đấu, phối hợp tác chiến chặt chẽ với bộ đội. Trận đánh quyết liệt nhất diễn ra ở khu vực cầu xưa. Tại đây, ta tổ chức đào hào, đắp ụ, bố trí lực lượng, chọn làm điểm quyết chiến. Nhiều gia đình ở An Lư đã dỡ nhà, đem cột nhà, giường tủ, bàn ghế, chặt tre gỗ để xây dựng trận địa. 7 giờ sáng, địch từ bến rừng và núi đèo tiến về cầu xưa. Các cánh quân này đều bị bộ đội và dân quân tự vệ ta chặn đánh. Từ 7 giờ đến 12 giờ, địch liên tục tổ chức 11 đợt xung phong đánh chiếm cầu xưa. Trước mỗi đợt tiến công, chúng đều được hỏa lực pháo binh từ máy bay bắn phá chi viện. Trận địa ta bị bom đạn cày xới, nhiều bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân hy sinh. Buổi chiều, chúng mở đợt tấn công lần thứ 12, chiếm được trận địa Tiền Duyên. Bộ đội tự vệ hình thành ngay trận địa phòng ngự mới tại đoạn từ đường 10 rẽ vào xóm Bắc. Nhân dân An Lư bất chấp nguy hiểm, sát cánh cùng chiến đấu, tiếp tế cơm nước và đưa thương binh liệt sĩ về chùa. Tại đây đã diễn ra trận đánh Giáp Lá Cà, địch tổn thất nhiều và ta cũng hy sinh thêm một số cán bộ, chiến sĩ. Ông ơi, chúng cháu là học sinh trường Trung học cơ sở An Lư. Chúng cháu rất muốn nghe ông kể về lịch sử quê hương mình được không ạ? Thời kỳ lúc bây giờ ấy, thực dân Pháp đô hộ lại miền Bắc chúng ta. Bộ ước năm 1946 thì nó đánh lại Việt Nam, trong đó là đến năm 47 thì nó mới về đến Hải Phòng này. Đi đến đâu, bọn chúng đàn áp nhân dân, bắn giết nhân dân của ta này hết sức là tàn nhẫn. Thì lúc bây giờ đội du kích, tiểu đội du kích của xã Thủy Đường, trong đó An Lư lúc đó là cũng là một thôn của Thủy Đường, chặn đánh chúng tại cầu xưa hết sức là quyết liệt. Cuộc chiến đấu giành giật từng tí đất một. Cuối cùng thế lực của địch nó quá mạnh, nó có xe tăng, có mọi thứ vũ khí. Lúc đó nó đánh chúng ta thì về sau chúng ta đã tiêu diệt của chúng rất nhiều tên địch. Và chúng ta là du kích, lúc bây giờ có một tiểu đội du kích thôi, cùng với nhân dân đánh chúng quyết liệt quá thì về sau là chúng ta phải rút lui. Cuộc 25 tháng 10 quật khởi này của toàn dân Thủy Nguyên chứ không phải riêng một xã An Lư. Đấy. Thế cho nên là nói tóm lại là nhân dân Thủy Nguyên lúc bây giờ hết sức là anh hùng. Nói chung và nhân dân xã An Lư và Thủy Đường lúc bây giờ hết sức là kiên cường đánh lại chúng.
Trận đánh Cầu Xưa là trận đánh có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh của bộ đội và nhân dân ta, góp phần làm tiêu hao sinh lực địch và làm chậm bước tiến của chúng, đồng thời tạo tiếng vang, cổ vũ và làm sục sôi thêm tinh thần khởi nghĩa, kháng địch của quân và dân ta, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến Trường Kỳ, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của quê hương Thủy Nguyên quật khởi. Với những đóng góp quan trọng đó, trận đánh Cầu Xưa đã được ghi vào lịch sử Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng như một bản hùng ca bất diệt. Trải qua đến bây giờ là 8 kỳ đại hội, các thế hệ cựu binh xã Nư luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nước, phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, luôn tập trung cao xây dựng hội. Cả các tổ chức hội hiện nay là có 8 chi hội của 8 chi hội cơ sở thôn. Các đồng chí cán bộ hội viên luôn phát huy bản tốt cái bản chất truyền thống của đội Hồ, chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật nước, các quy định của hội và các cái chính sách, đặc biệt là chính sách bảo bằng thực hiện các dự án, ví dụ như là dự án mở rộng đường 359 là 40 gia đình cán bộ viên là chấp hành tốt di rời giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, cũng như những năm tiếp theo thì phát huy tiếp tục hội nghị phát huy cái truyền thống, đặc biệt là tới đây kỷ niệm 75 năm Thủy Nguyên quật khởi, thì dưới địa phương là một xã anh hùng của thời kỳ chiến tranh bảo vệ chống Pháp và cũng có thời kỳ chống Mỹ là có bà mẹ Việt Nam anh hùng được ghi tại, thì hội binh tiếp tục quán triệt giáo dục vận động quần chúng như là hội viên cựu binh gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật và làm tốt công tác hậu phương quân đội để giáo dục con cháu và gương mẫu chấp hành chính sách, làm những kinh nhân hạt nhân rất là tích cực trong cộng đồng dân cư để cùng với nhân dân địa phương là xây dựng xã Nư tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, không kiểu mẫu nâng cao để xây dựng xã Nư ngày một văn minh to đẹp. Vốn là một xã có bề dày truyền thống lịch sử, An Lư là quê hương của biết bao anh hùng trong cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc. Một trong những người anh hùng của xã An Lư có công lớn trong nhiều trận đánh quan trọng, trong đó có trận Cầu Xưa, phải kể đến người anh hùng liệt sĩ Trần Xích Thố. Đồng chí Xích Thố, tên thật là Trần Văn Thố, sinh năm 1913 tại thôn An Tiến, xã An Lư, trong một gia đình yêu nước, bố là du kích, mẹ tham gia nuôi dấu cán bộ. Do nhanh nhẹn khỏe mạnh nên mọi người gọi là Xích Thố. Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí tham gia tự vệ xã An Lư, sau đó tham gia nhập tiểu đoàn Quang Trung của huyện. Đầu năm 1947, đồng chí là tiểu đội trưởng du kích An Lư, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ khi nghe đến tên. Trong trận đánh ngày 26 tháng 12 năm 1950, đồng chí bị thương và đã anh dũng hy sinh. Địch cắt và bêu đầu đồng chí tại bến đỏ xã Minh Tân, Hà Phú. Với những đóng góp to lớn của đồng chí, năm 1957, đồng chí được nhà nước truy phong là liệt sĩ và ngày 5 tháng 12 năm 2007, đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để phát huy truyền thống quê hương Thủy Nguyên quật khởi ngày 25 tháng 10, đồng thời phát huy truyền thống quê hương An Lư anh hùng, tôi là con giai trưởng của anh hùng liệt sĩ Trần Xích Thố, lúc nào cũng nêu cao truyền thống cách mạng của gia đình. Tôi vận động anh em trong gia đình cùng con cháu làm tốt mọi việc, chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng và Chính phủ, làm ăn kinh tế để ổn định cuộc sống gia đình. Cho nên cái này là thuộc về bổn phận và đồng thời danh dự của gia đình mà chúng tôi cần phải phát huy. Cùng với nhân dân địa phương xã An Lư gây dựng, phát huy mọi cái phong trào xây dựng địa phương của An Lư ngày càng ổn định, kinh tế của nhân dân An Lư nói chung và gia đình nói riêng cùng phấn đấu đi lên trong đà tiến của xã hội. Những gương anh hùng liệt sĩ anh dũng, quả cảm cùng truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân xã An Lư sẽ mãi là bài học quý giá, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chiến tranh đã đi qua, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Đến hôm nay, chúng ta chỉ biết tưởng nhớ những người đã khuất, những người đã bị thương trong cuộc kháng chiến bằng lòng biết ơn và sự kính trọng lớn lao. Tuổi trẻ xã An Lư xin hứa sẽ giữ gìn và tiếp tục viết lên trang sử chói lọi của dân tộc mà cha anh đã dựng bằng xương máu. Tích cực học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, kế thừa và phát huy những thành quả mà cha anh đã để lại, góp phần xây dựng quê hương An Lư ngày càng đổi mới, giàu đẹp và văn minh. Trong trận chiến nào cũng vậy, những mất mát hy sinh là không thể tránh khỏi, và cái chết nào cũng đau xót như nhau. Độc lập tự do của ngày hôm nay được xây lên bằng xương, bằng máu của những thế hệ đi trước. Từng tấc đất hôm nay được gìn giữ bằng chính mạng sống của hàng vạn người dân, chiến sĩ kiên trung. Thấm nhuần điều đó, người dân Thủy Nguyên hôm nay luôn khắc sâu những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng huyện Thủy Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là một đô thị mới, thành phố mới trong lòng thành phố. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào mấy cái nhiệm vụ. Thứ nhất là công tác xây dựng đảng và chính quyền, thì đặc biệt là phải làm tốt công tác xây dựng đảng. Thì trên cơ sở đó thì mới làm tốt những cái lĩnh vực khác được. Thì thứ nhất là đặc biệt là chú trọng cái công tác kết nạp đảng theo cái chỉ tiêu của huyện giao. Và trong 3 năm gần đây thì chúng tôi đều hoàn thành cái tiêu chí về kết nạp đảng. Cái thứ hai là công tác vận động quần chúng, thì chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thành lập các mô hình, trong đó có những cái mô hình ví dụ như là mô hình tuyến đường kiểu mẫu. Thì hiện nay như các tuyến đường ở 359 và tuyến đường từ 359 ra Cây Đa, chúng tôi đã giao cho các đoàn thể như cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và hội nông dân là quản lý các đoạn đường. Cái thứ hai là tập trung vào vấn đề là xây dựng các tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đối với xã An Lư thì chúng tôi xác định là đây là cái địa phương có cái lịch sử lâu đời về truyền thống văn hóa cũng như là cư dân rất là đông, như tôi phát biểu bên trên là có cái cư dân đông như vậy, cho nên là việc mà thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu thì rất là khó khăn. Thì chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác vận động quần chúng, vận động nhân dân để thông hiểu về cái ưu việt của chính sách nông thôn mới kiểu mẫu, và tất cả là vì quyền lợi hạnh phúc của nhân dân. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba chúng tôi tập trung đó là công tác an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy. Thứ tư là tiếp tục là thực hiện tốt hơn cái công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, rồi công tác đền ơn đáp nghĩa. Vấn đề thứ năm là công tác quân sự ở địa phương, quốc phòng, phát huy truyền thống của địa phương trong 60 năm qua, và trong thời gian tới thì chúng tôi xây dựng những cái kế hoạch để góp phần quan trọng vào phát triển huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố và xây dựng quê hương An Lư ngày càng giàu đẹp. Cầu xưa hôm nay vẫn còn đó, vẫn hiên ngang, anh dũng. Tấm bia tưởng nhớ vẫn sừng sững, vững chãi trong lòng mỗi người con Thủy Nguyên, như nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục lao động, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước, và cho xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha ông.